chợ em bày bán cực nhiều, cái gì cũng có khách yêu lựa này. Hello, tất cả các yêu nào đã tham gia mini game của bên em thì vào tham gia lại like này giúp em đi ạ. Tất cả các khách yêu vào lại tham gia lại like này giúp em đi nha. Tại vì vừa rồi là mạng của bên em rất là yếu đó, nên là em đăng like thì tự nhiên mạng bị thoát ra đó. Tất cả các khách yêu vào lại like này giúp em đi ạ. Chúng ta sẽ tiến hành chơi mini game lại khách yêu nha. Tất cả các khách yêu vào lại like này giúp em đi ạ. Chúng ta sẽ tiến hành chơi game lại khách yêu nha. Yêu vào lại like này giúp em đi ạ. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành chơi mini game lại khách yêu nha. Tất cả khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em kiểm tra xem comment khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Tất cả các khách yêu và con đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn ạ. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Tất cả các yêu và đã và tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn đi ạ. Để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Hello Võ Ngọc Thu, em thấy Võ Ngọc Thu ạ. Hello Tuyết Nguyễn ạ, em thấy Tuyết Nguyễn ạ. Hello Kiều Yến ạ, em thấy Kiều Yến ạ. Hello Thảo Phạm ạ, em thấy Thảo Phạm nha. Tất cả các yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em để em kiểm tra xem comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn ạ. Hello Lưu Thị Quế Anh ạ, em thấy Lưu Thị Quế Anh ạ. Hello Nguyễn Đặng Hồng Ngọc, em thấy Nguyễn Đặng Hồng Ngọc ạ. Hello Nhật Vi Phạm ạ, Nhật Vi Phan ạ, em thấy Đặng Nhật Vi Phạm ạ. Hello Lưu Thị Quế Anh ạ. Không để khách yêu phải chờ đợi lâu, sau đây chúng ta sẽ tiến hành chơi mini game luôn ạ. Em sẽ tiến hành bốc một con bài bất kỳ lại khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Em sẽ phổ biến lại luật chơi của bên em để khách yêu có thể nắm rõ được luật chơi của bên em khách yêu nha. Điều kiện để chúng vào mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Em đã chọn một con bài bất kỳ từ bộ bài rồi ạ. Để chúng vào mini game của bên em thì rất là đơn giản khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng vào mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em là khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân, chia sẻ trên hội nhóm, chia sẻ ở đâu cũng được. Nhưng lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Tránh chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè. Nếu như khách yêu chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè, lúc đó nhân viên bên em không kiểm tra được chia sẻ của khách yêu thì rất là tiếc khách yêu nha. Hello Tuyết Nguyễn, hello Lưu Thị Quý Anh ạ. Tất cả khách yêu ơi, con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em luôn ạ. Em thấy comment của Ngân Híp ạ. Em thấy comment của Trần Thị Huyền Trân ạ. Tất cả khách yêu ơi, con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment thì tiến hành đoán con bài giúp em luôn đi ạ. Chúng ta chơi nhanh thắng nhanh khách yêu nha. Tại vì hôm nay là mạng nó bị chập chờn đó, nên là chúng ta vào ra nên là em đã phải like lại lần này là lần thứ 3 rồi đó. Nên là hôm nay chúng ta sẽ chơi nhanh thắng nhanh thôi ạ. Trong quá trình chơi mini game em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Khách yêu ơi, con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Em nhận được comment của Võ Ngọc Thu là 2 cơ, Thảo Phạm là 8 rô, Lưu Thị Quế Anh là 7 bích ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm có phải là con 2 cơ, con 8 rô, con 7 bích như tất cả các yêu đã comment không? Đây thì tất cả khách yêu comment giúp em luôn đi ạ. Trong quá trình chơi mini game em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì cơ hội trúng quà mini game của bên em rất là cao ạ. Bên em không có giới hạn số lượng khách yêu trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Nên là bạn nào đã tham gia rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Chia sẻ nhiệt tình giúp em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Ok khách yêu ạ, em sẽ gợi ý luôn cho khách yêu luôn đây ạ. Không để khách yêu phải chờ đợi lâu ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con cơ, con rô hay con chuồn hay con bích đây ạ? Tất cả các yêu comment lại giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con cơ, con rô hay con chuồn hay con bích khách yêu nha. Tất cả các yêu comment lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con cơ, con rô, con chuồn hay con bích đây ạ?
Lưu ý giúp em, con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con câu hoặc con rô thôi khách yêu nha. Con bích hoặc con chuồn là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con câu hoặc con rô thôi khách yêu nha. Bạn nào đã comment con bích và con chuồn thì comment lại giúp em đi ạ. Lưu Quý Anh ơi, bích là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con câu hoặc con rô thôi ạ. Tất cả các khách yêu nào đã comment con bích và con chuồn thì comment lại giúp em đi ạ. Võ Ngọc Thu ơi, con chuồn là không có đúng rồi ạ. Comment lại giúp em đi ạ. Đúng rồi Thảo Phạm ơi, con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con câu hoặc con rô thôi khách yêu nha. Chưa chắc đây là con câu đâu rồi đâu ạ. Nên là bạn nào tham gia mini game của bên em rồi thì tập trung đoán con câu con rô giúp em đi ạ. Tất cả các bạn nào đã đoán con bích và con chuồn là sai rồi ạ. Tất cả đoán lại giúp em luôn nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con câu hoặc con rô thôi khách yêu nha. Em sẽ nhắc lại thể lệ chơi của bên em cho một số bạn mới vào chơi của bên em nắm rõ được luật chơi của bên em ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất, comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Ok, em thấy comment của Phan Thị Huyền An là 10 cơ. Quyên Quyên ơi, đoán chắc con bài rồi, đoán cả con bài giúp em luôn nhẹ. Hoàng Phương Thảo ơi, đoán cả con bài giúp em luôn nhẹ. Đoán con bài và chất con bài giúp em luôn nhẹ. Một comment đầy đủ của khách yêu phải bao gồm con bài và chất con bài luôn khách yêu nha. Nếu như bạn nào comment thiếu là nhân viên bên em sẽ loại kết quả ra đó ạ. Tất cả khách yêu nào comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con cơ hay con rô đây ạ. Ngọc Lam ơi, sau chương trình chơi mini game sẽ có chương trình sale son rất là hot ạ. Nếu như mình muốn mua son sale thì đợi sau mini game giúp em ạ. Còn đây đang là thời gian chơi mini game ạ. Bên em tặng son không đồng cho khách yêu luôn ạ. Nên là tất cả khách yêu vào tham gia mini game nhiệt tình giúp em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con cơ hay con rô đây ạ. Tất cả em sẽ tiến hành gợi ý thứ hai luôn cho khách yêu luôn ạ. Chúng ta chơi nhanh thành công nhanh khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con cơ hay con rô đây ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con cơ thôi khách yêu nha. Con rô là không có đúng rồi ạ. Bạn nào đã comment con rô thì comment lại giúp em đi ạ. Con rô là không có đúng rồi khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con cơ thôi ạ. Bạn nào comment sai rồi thì comment lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con cơ thôi khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con cơ thôi ạ. Bạn nào comment con rô thì comment lại giúp em đi ạ. Nhật Vi Fan ơi, con rô là không có đúng rồi ạ. Tất cả khách yêu nào comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con cơ thôi khách yêu nha. Con rô là không có đúng rồi ạ. Ok ạ, em thấy comment của Mỹ Hồ nha. Mỹ Hồ nhanh tay đoán giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Em thấy comment của Lưu Thị Quế Anh luôn ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu ơi? Liệu nó có phải là con 10 cơ, con 9 cơ, con 7 cơ hay không ạ? Thì tất cả các yêu comment nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Lưu ý giúp em, điều kiện để trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Ok, em thấy comment của Phan Thị Huyền An ạ, 5 cơ ạ, Quyên Quyên là 10 cơ ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ? Thứ hai là chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em là bên em sẽ tặng son không đồng cho khách yêu luôn ạ. Nên là bạn tất cả các khách yêu đã tham gia mini game của bên em thì cơ hội trúng quà mini game rất cao khách yêu nha. Trong quá trình chơi mini game em sẽ tiến hành gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Nên là trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều thực hiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Sau đấy em sẽ có gợi ý thứ ba luôn cho khách yêu ạ. Chúng ta chơi nhanh thắng nhanh luôn ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Con bài trên tay em đang cầm không phải là con 1, con 2, con 3 khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 cơ thôi ạ. Tất cả các khách yêu nào đã comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ.
Con bài trên tay năng cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 cơ các yêu nha. Ok, em thấy Võ Ngọc Thu là 2 cơ ạ, Lưu Thị Quế Anh là quy cơ ạ. Lưu Thị Quế Anh ơi, con tiên cũng không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay năng cầm chỉ có thể là từ con 4 cơ đến con 10 cơ thôi ạ. Tất cả các khách yêu là con mình, con 1, con 2, con 3 và con tiên là sai rồi ạ. Tất cả các khách yêu comment lại giúp em luôn đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con từ con 4 đến con 10 cơ thôi khách yêu nha. Lưu Thị Quế Anh ơi, mình đã đoán đúng con bài của bên em chưa ạ? Nếu như mà bây giờ em sổ bài ra mà mình đoán không có đúng, chưa có trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Tất cả các khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Comment nhiệt tình giúp em để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Em thấy comment của Thảo Phạm là 7 cơ, Phan Thị Huyền An là 7 cơ ạ, Lưu Thị Quế Anh là 4 cơ ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất, comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Có rất là nhiều khách yêu chia sẻ rất là nhiều luôn ạ, có khách yêu chia sẻ đến 30-40 lần luôn ạ. Nên là lưu ý giúp em là để có cơ hội trúng quà mini game của bên em thì lượt chia sẻ của khách yêu phải lọt trong top chia sẻ của bên em, đủ sức cạnh tranh với các khách hàng khác nha khách yêu. Còn sau đây em sẽ có gợi ý thứ tư luôn cho khách yêu luôn ạ. Khách yêu đã nhìn thấy gợi ý thứ tư của em chưa ạ? Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4, con 5, con 6, con 7 thôi khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4, con 5, con 6, con 7 thôi ạ. Con 1, con 2, con 3, con 8, con 9, con 10 là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể nằm trong 4 con là con 4, con 5, con 6, con 7 thôi khách yêu nha. Con 1, con 2, con 3, con 8, con 9, con 10 là không có đúng rồi ạ. Ok, em thấy comment của Thanh Thúy là 6 cơ, Lưu Thị Quế Anh là 4 cơ ạ. Phạm Thị Huyền An là 4 cơ ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm có phải là con 4 cơ không ạ? Mỹ Hồ ơi, đoán chết con bài rồi thì đoán cả con bài giúp em luôn đi ạ. Đoán cả chết con bài giúp em luôn ạ. Một comment đầy đủ của khách yêu là bao gồm con bài và chết con bài giúp em luôn ạ. Nếu như khách yêu nào comment sai là nhân viên bên em sẽ loại kết quả đó ra khách yêu nha. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện bên trên để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Khách yêu nào chưa làm đúng thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em luôn đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Con bài trên tay em đang cầm là con 4, con 5 hay con 6 hay con 7 cơ đấy ạ. Tất cả các khách yêu đã tham gia mini game của bên em rồi thì tập trung đoán con 4, con 5, con 6, con 7 cơ giúp em ạ. Tất cả tập trung đoán con 4, con 5, con 6, con 7 cơ giúp em luôn ạ. Tất cả khách yêu nào đã đoán con 1, con 2, con 3 là sai rồi ạ. Con 8, con 9, con 10 là cũng sai rồi nha. Nấm ơi, comment cả chết con bài giúp em luôn ạ. Comment con bài và chết con bài giúp em luôn ạ. Đây đang là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái, bên em không giới hạn số lượng comment. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Đoán con bài nhiệt tình giúp em đi ạ. Hạnh Hồng, chị yêu em mới vô. Ok Hạnh Hồng ạ. Sau đây em sẽ phổ biến qua lại luật chơi của bên em cho một số bạn mới vào tham gia mini game của bên em nắm rõ luật chơi của bên em khách yêu nha. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em, khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm, chia sẻ ở đâu cũng được ạ. Sau khi kết thúc mini game rồi thì của bên em rồi thì khách yêu có thể xóa bài chia sẻ. Bên em không có yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ, nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Đã chơi thì chơi nhiệt tình giúp em luôn ạ. Thời gian chơi mini game của bên em thì rất là ngắn thôi ạ. Và bên em chỉ chơi mini game duy nhất một lần trong ngày rồi, nên một ngày trong ngày thôi ạ. Nên là khách yêu nào tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em comment nhiệt tình giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Tham gia nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con 4, con 5, con 6 hay con 7 cơ đấy ạ. Tất cả khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em đã đoán được giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã mới tham gia mini game của bên em đã đoán con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Hạnh Hồng ơi, chia sẻ là bao nhiêu lần cũng được khách yêu nha. Nhưng lưu ý giúp em là chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ.
Số lượng chia sẻ của khách yêu phải lọt trong top chia sẻ like của bên em khách yêu nha. Nếu như mình chia sẻ ít lúc đó chưa trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc ạ. Con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ? Sau đây em sẽ có gợi ý thứ 5 cho khách yêu luôn ạ. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con 4 hoặc con 5 cơ thôi khách yêu nha. Con 6, con 7 cơ là không có đúng rồi ạ. Con 6, con 7 cơ là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con 4 cơ hoặc con 5 cơ thôi ạ. Bạn nào đã comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em luôn nha. Thảo My ơi, 6 cơ là không có đúng rồi ạ. Lưu Thị Quế Anh ơi, 6 cơ là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là tự con 4 hoặc con 5 cơ thôi khách yêu nha. Bạn nào đã comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. 5 phút cuối cùng ạ. 5 phút cuối cùng để bạn nào chưa làm đúng và làm đủ điều kiện của bên em thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em luôn nha. 5 phút cuối cùng khách yêu nha. 5 phút cuối cùng ạ. 5 phút cuối cùng bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. Điều kiện trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em làm lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Quà của mini game của bên em thì cũng rất là hot luôn ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Nên là điều để trúng quà mini game của bên em thì khách yêu nhanh tay làm đúng và làm đúng giúp em hai điều kiện bên trên luôn đi ạ. Chia sẻ comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì, chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ like khách yêu nha. Ok, em thấy comment của Dương Phạm là 4 cơ, Lưu Thị Quế Anh là 5 cơ, Nhi Tây là 5 cơ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Tất cả các khách yêu comment giúp em ạ. Ok, Hạnh Hồng, em thấy comment của Hạnh Hồng ạ. Hạnh Hồng comment là 4 cơ, Thảo Phạm comment là 5 cơ ạ. 3 phút cuối cùng để bạn nào mới tham gia mini game của bên em nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em luôn ạ. 3 phút cuối cùng khách yêu nha. 3 phút cuối cùng ạ. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em mà chưa làm đúng làm đủ thì nhanh tay nhé, làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để trúng quà mini game của bên em ạ. Em sẽ phổ biến qua lại luật chơi của bên em cho một số bạn mới và tham gia mini game của bên em có thể nắm rõ luật chơi khách yêu nha. Điều kiện trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em ạ. Ok, Hạnh Hồng 4 cơ, hi hi tử vận may nào. Chia sẻ giúp em Hạnh Hồng nha. Hạnh Hồng chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Hải Yến ơi, em thấy Hải Yến ạ. Lưu Thị Quế Anh là comment là 5 cơ ạ. Hạnh Hồng là 4 cơ ạ. Trần Ánh là 5 cơ ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Tất cả khách yêu tham gia rồi, đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn ạ. Comment nhiệt tình giúp em luôn ạ. Hai phút cuối cùng để khách để bạn nào mới tham gia mini game của bên em comment giúp em và chia sẻ like giúp em luôn ạ. 2 phút cuối cùng khách yêu nha. 2 phút cuối cùng ạ, bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ lại giúp em luôn nha. Chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ giúp em 2 phút cuối cùng để em sổ bài khách yêu nha. 2 phút cuối cùng ạ. 2 phút cuối cùng để khách yêu chia sẻ like và comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Ok, em thấy comment của Lưu Thị Quế Anh là 5 cơ, Thập Cửu Muội là 5 cơ, Susan là 4 cơ. Khánh Bảo em thấy Khánh Bảo ạ, Lưu Thị Quế Anh là 5 cơ ạ. Thập Cửu Muội em chia sẻ rồi. Ok ạ. Lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em, khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Ok, Thập Kiểu Muội, em thấy comment của Thập Kiểu Muội ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? 1 phút cuối cùng khách yêu nha. Nguyễn Hương ơi, em thấy Nguyễn Hương ạ. 1 phút cuối cùng để cho bạn nào mới tham gia mini game của bên em thì nhanh tay chia sẻ giúp em, nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. 1 phút cuối cùng khách yêu nha. Ri Họ Quảng ơi, em thấy Ri Họ Quảng ạ. 1 phút cuối cùng ạ. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chia sẻ giúp em, nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Bé Hạt Tiêu ơi, em thấy Bé Hạt Tiêu ạ. Em thấy comment của Ánh Nguyệt luôn ạ.
Một phút cuối cùng khách yêu nha, một phút cuối cùng ạ. Ok khách yêu ạ, 30 giây cuối cùng khách yêu nha, 30 giây cuối cùng ạ. Tất cả bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like giúp em ạ. Chưa comment được con bài trên tay em đang cầm là con bài gì thì nhanh tay comment giúp em luôn nha ạ. Lưu ý giúp em, điều kiện trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Ok em thấy Ngô Hồng Nhung ạ. Ok Phạm Bảo Ngọc ạ, lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em. Khách yêu có thể chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ chế độ nhóm, chia sẻ ở đâu cũng được, miễn là chia sẻ chế độ công khai giúp em ạ. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Em thấy comment của Thập Kiều Muội là 4 cơ, Ngoan Hí là 7 cơ, Phạm Lý là 5 cơ. Ngoan Hí ơi, 7 cơ là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 cơ hoặc con 5 cơ thôi ạ. Bạn nào comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em ạ. Bây giờ đã hết thời gian có thể comment thoải mái con bài rồi khách yêu nha. Tất cả khách yêu chốt giúp em con bài xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Nếu như khách yêu nào chọn con 4 cơ thì comment 4 cơ chốt giúp em, chọn 5 cơ thì comment 5 cơ chốt giúp em ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn ạ, để em có thể sổ bài khách yêu nha. Lưu ý giúp em là mỗi bạn chỉ được chốt một con bài thôi ạ. Bạn nào mà chốt con hai con bài thì nhân viên bên em sẽ loại cả hai kết quả đó ra đó. Tất cả các khách yêu chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn nha. Tất cả các khách yêu chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Cuối cùng để tất cả khách yêu chốt con bài ạ. Nhi tay ơi, em thấy nhi tay ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn ạ. Để em có thể sổ bài khách yêu nha. Ok, em nhận được con chốt của Nguyễn Phan Ngọc là 5 cơ, Lê Thanh Thảo là 5 cơ, Dũng Lái là chốt 5 cơ, Ngoan Hí là chốt 4 cơ. Lưu Thị Quế ơi, chốt con bài giúp em luôn nè ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn nè ạ. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em để em có thể sổ bài khách yêu nha. Tất cả các khách yêu chốt con bài giúp em luôn ạ, để em có thể sổ bài luôn ạ. Em thấy Trần Ánh là 5 cơ chốt, Phạm Bảo Ngọc là 4 cơ chốt, Hoan Hí là 5 cơ chốt, Hoàng Yến là 4 cơ chốt, Lê Thu Hương là 3 cơ chốt, Lưu Thị Quế Anh là 5 cơ, Mon Em là 4 cơ chốt. Tất cả khách yêu đã chốt được con bài chưa ạ? Bạn nào chưa chốt còn được con bài thì nhanh tay chốt con bài giúp em. Bạn nào chưa chia sẻ like của bên em thì nhanh tay chia sẻ like của bên em để em sổ bài khách yêu nha. Sau khi em sổ bài rồi mà bạn nào chưa có chốt được con bài, chưa có chia sẻ like của bên em, chưa có trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc ạ. 5 phút cuối cùng để tất cả khách yêu chia sẻ like của bên em. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chia sẻ like của bên em khách yêu nha. Bạn nào mới vào tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ ạ. Ok, em thấy Nguyễn Văn Hợp ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Nhanh tay chia sẻ like của bên em, nhanh tay chốt con bài giúp em để em có thể sổ bài khách yêu nha. 3 phút cuối cùng ạ, 3 phút cuối cùng khách yêu nha. Tất cả các bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chia sẻ like của bên em đi ạ. Nhanh tay chốt con bài giúp em để em sổ bài. Ma Thị Tuyết ơi, nhanh tay chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Lưu ý giúp em, con bài trên em đang cầm chỉ có thể là con 4 cơ hoặc con 5 cơ thôi ạ. Bạn nào chốt con bài là con 7 cơ là sai rồi ạ. Em thấy rất là nhiều bạn chốt con 7 cơ đó ạ. Chốt con 7 cơ là sai rồi khách yêu nha. Uyên Teresa ơi, hello Uyên Teresa, em thấy comment của Uyên Teresa. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em luôn nha. 1 phút cuối cùng khách yêu nha, 1 phút cuối cùng để tất cả khách yêu chốt con bài giúp em ạ. 1 phút cuối cùng ạ. 1 phút cuối cùng khách yêu nha. Một phút cuối cùng ạ, tất cả các khách yêu comment giúp chốt con bài giúp em ạ. Và chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ giúp em ạ. Lưu ý giúp em, điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản ạ. Chỉ cần làm đúng và làm đúng giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là chốt xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Trước khi em sổ bài, bạn nào còn chưa làm đúng và làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em luôn đi ạ.
Một phút cuối cùng khách yêu ơi, 30 giây cuối cùng ạ, 30 giây cuối cùng khách yêu ơi. Bạn nào chưa làm đúng, làm đủ thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em luôn nhỉ ạ. 30 giây cuối cùng khách yêu nha. Đừng Linh ơi, 7 câu là không có đúng rồi ạ. Bây giờ chốt con bài giúp em luôn nhỉ ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 câu hoặc con 5 câu thôi ạ. Em thấy rất là nhiều bạn chốt con bài sai rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 câu và con 5 câu thôi khách yêu nha. Ok khách yêu, đã hết thời gian trước con bài rồi ạ. Sau đây em sẽ sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài luôn ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài luôn khách yêu nha. Ok Uyên Lùn, em nhận được ngưng comment của Uyên Lùn ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài luôn ạ. Sau khi em sổ bài rồi, tất cả các comment của khách yêu sau khi em sổ bài là không được tính đâu ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em luôn nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Sau đây em sẽ sổ bài khách yêu nha. Sau thời gian này bạn nào chia sẻ, bạn nào đoán sau thời gian này thì tất cả các comment của khách yêu sẽ không được tính đâu ạ. Sau đây sẽ là thời gian em sổ bài ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Tất cả khách yêu đã thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả khách yêu đã thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả khách yêu đã thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả khách yêu đã thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa khách yêu ơi? Tất cả khách yêu đã thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả khách yêu đã thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Ok khách yêu ạ, con bài ngày hôm nay của chúng ta là con 4 cơ khách yêu nha. Tất cả bạn nào đã đoán con 4 cơ rồi thì nhanh tay thì giữ lại bài chia sẻ giúp em để nhân viên bên em có thể kiểm tra kết quả chia sẻ like của khách yêu nha. Khi nào mà nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên like cho khách yêu luôn ạ. Sau khi nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên like kết quả like cho khách yêu luôn nha. Như đã hứa với khách yêu từ đầu chương trình là ngày hôm nay bên em sẽ có chương trình sale son rất là hot ạ. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son 3C thảo chỉ với giá 99.000 thôi ạ. Ngày hôm nay bên công ty dành tặng 20 đơn hàng ạ. 20 đơn hàng cho bạn nào để lại số điện thoại và địa chỉ đặt hàng đầu tiên khách yêu nha. 20 đơn hàng ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay bên em sẽ dành tặng 20 đơn hàng ạ. Ngày hôm nay em sẽ dành tặng 20 đơn hàng cho 20 khách yêu để lại số điện thoại và địa chỉ khách yêu nha. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son 3C thỏi giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Yêu nào đã đoán đúng con bài rồi thì giữ lại bài chia sẻ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son 3C thỏi giá 99.000 khách yêu nha. Ngày hôm nay em sẽ nhận đúng 50 đơn, em xin lỗi đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok Lưu Thị Quế Anh ạ, để lại địa chỉ giúp em luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Combo 2 son rất là đẹp luôn ạ. Ok Nhật Vi Phạm ạ, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Lưu Thị Quế Anh ơi, bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Một đơn hàng đầy đủ bao gồm số điện thoại và địa chỉ khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 50 đơn hàng. À em xin lỗi, ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng đầu tiên thôi ạ. Đây ạ. Em test trực tiếp màu san hô neon của son 3C kem lên trên like cho khách yêu thấy luôn ạ. Màu son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Ngày hôm nay em sẽ nhận đúng 20 đơn hàng khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3C kem và 1 son 3C thỏi giá 99.000 ạ. Đúng rồi Uyên Lùn ơi, nếu như mà bạn nào có
chơi đúng bán đúng mini game của bên em thì sẽ nhận được son giá 0 đồng và thanh nhỏ thì ship cho bên Viettel khách yêu nha. Ok Lưu Thị Quế Anh, em nhận được thông tin của Lưu Thị Quế Anh ạ. Chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng. Mỹ Hồ ơi, nếu như có nhu cầu đặt hàng thì bổ sung địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. 20 bạn nào để lại số điện thoại và địa chỉ đầu tiên sẽ nhận được combo xe son rất là hot ạ. Bé Quyên ơi, combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Đây ạ, em test trực tiếp màu son san hô neon của son 3 xe kem trên live cho khách yêu luôn ạ. Khách yêu có đã nhìn thấy chưa ạ? Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Combo 2 son giá 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Mít Hồ ơi, bổ sung địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Combo 2 son giá 99.000 ạ. Hello Nhi Phạm ạ, Nguyễn Cu Long ơi, nếu như có nhu cầu đặt hàng thì để lại địa chỉ giúp em luôn nha. Ngày hôm nay em nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. 20 đơn hàng, 20 bạn nào để lại số điện thoại và địa chỉ đầu tiên sẽ nhận được combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe sỏi rất là hot ạ. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout khách yêu nha. Đây ạ, đây là màu đỏ, màu san hô neon của son 3 xe kem này ạ. Đây là màu đỏ lạnh khách yêu nha. Son lên màu rất là mềm mịn luôn và đẹp luôn ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Ok Hoàng Thị Oanh ạ, em nhận được thông tin của Hoàng Thị Oanh ạ, chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Tất cả các khách yêu nào đã để lại số điện thoại và địa chỉ rồi thì chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho khách yêu ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 khách yêu nha. Ok Phương Nguyễn ạ, em sẽ báo nhân viên bên em check inbox cho mình ạ. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout khách yêu nha. Tất cả khách yêu nào chưa tin tưởng sản phẩm của bên em thì chạy lên trang của bên em ạ, xem phản hồi của khách hàng về sản phẩm ạ, để thêm tin tưởng về sản phẩm của bên em khách yêu nha. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào chưa tin tưởng sản phẩm của bên em thì lên trên trang của bên em tham khảo phản hồi của khách hàng về sản phẩm để thêm tin tưởng sản phẩm của bên em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng đầu tiên thôi khách yêu nha. Combo 2 son giá 99.000 ạ. Đây ạ. Em test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy luôn ạ. Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. 99.000 combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok nha Lê ạ, em sẽ báo nhân viên bên em check inbox cho mình ạ. Combo 2 son giá 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi ạ. Tuyết Nguyễn ơi, bổ sung địa chỉ giúp em luôn ạ. Một đơn hàng đầy đủ bao gồm số điện thoại và địa chỉ luôn khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Hoàng Yến ơi, khi nào nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Nha Lê ơi, bổ sung địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 2 son giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Hoàng Thị Oanh ơi, làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện thì mới có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Khi nào nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn ạ. Còn bây giờ đang là chương trình sale son rất là hot ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Tuyết Nguyễn ơi, combo 2 son giá 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc là 30.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok Tuyết Nguyễn ạ. Chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng Tuyết Nguyễn nha. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Tuyết Nguyễn ơi, khi nào mà nhân viên bên em báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu ạ. Còn bây giờ đang là chương trình sale son khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Combo 2 son giá 99.000 khách yêu nha. Đây là màu san hô neon của son 3 xe kem ạ. Còn đây là màu đỏ lạnh ạ. Em test trực tiếp màu son trên live cho khách yêu thấy luôn ạ.
Son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. À. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout khách yêu nha. Ok Tuyết Nguyễn ạ, à, em sẽ hủy đơn hàng của Tuyết Nguyễn để dành lại phần quà này cho khách hàng khác ạ. À. Dành lại combo sale này cho khách hàng khác Tuyết Nguyễn nha. Lưu ý giúp em bạn nào để lại số điện thoại và địa chỉ thì chắc chắn đặt hàng thì hãy để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. À. Son lên màu rất là mềm và mịn và lì luôn ạ, à, đây ạ. À. Combo 2 son, 1 son 3 c kem và 1 son 3 c thỏ giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. À. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Đúng 20 đơn hàng thôi ạ. À. Hết 20 đơn hàng thì em sẽ không nhận đơn hàng nữa ạ. À. Nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏ giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo 2 son, 1 son 3 c kem và 1 son 3 c thỏ giá 99.000 khách yêu nha. Ngọc Ẩn ơi, bây giờ kết thúc thời gian chơi mini game của bên em rồi ạ. Ok khách yêu, em vừa nhận được kết quả mini game của bên em do bên công ty báo xuống ạ. Ngày hôm nay sẽ có hai bạn trúng quà mini game của bên em khách yêu nha, là bạn Nhã Chân và bạn Cherry Anh ạ. Hai bạn trúng quà mini game của bên em thì inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ ạ. Để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho mình khách yêu nha. Ngày hôm nay có hai bạn trúng quà mini game của bên em là Nhã Chân và Cherry Quế Anh ạ. Ok Lưu Thị Quế Anh ạ. Inbox giúp em báo nhân viên bên em gửi bảng màu cho mình khách yêu nha. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi có giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Ok Trang Minh màu cam đất ạ. Bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em để nhân viên bên em chốt đơn hàng và gửi đơn hàng cho khách yêu ạ. Võ Ngọc Thu ơi, em đã báo rồi ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em đó là phải chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ like khách yêu nha. Chắc là hôm nay Võ Ngọc Thu chia sẻ nhưng mà chưa có chia sẻ, cái lượt chia sẻ của mình chưa đủ sức cạnh tranh với các bạn khác nên chưa có trúng quà mini game của bên em đó. Hy vọng ngày mai thì Võ Ngọc Thu sẽ có cơ hội may mắn để trúng quà mini game của bên em ạ. Chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Su em ơi, combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 Su anh nha, Su em nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Hello Nhi Mum ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha. Son bên em cam kết là hàng chuẩn layout. Nếu như bạn nào chưa tin tưởng vào sản phẩm của bên em thì lên trên trang của bên em tham khảo phản hồi của khách hàng về sản phẩm để thêm tin tưởng sản phẩm của bên em khách yêu nha.
Đúng rồi Xu em ơi, hai son giá 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Phương Nguyễn ơi, son bên em cam kết là hàng chuẩn layout ạ. Nếu như khách yêu nào chưa tin tưởng sản phẩm của bên em thì lên trên trang của bên em tham khảo phản hồi của khách hàng về sản phẩm ạ. Rất nhiều khách hàng đã đặt hàng bên em và gửi phản hồi về phần sản phẩm rồi ạ. Combo hai son giá 99.000 khách yêu nha. Em sẽ sell combo này trong vòng đúng 5 phút nữa thôi ạ. Sau 5 phút nữa là bên em sẽ không có giá sale như này nữa, nên là bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em sẽ sell combo này trong vòng 5 phút nữa khách yêu nha. Đúng 5 phút nữa thôi ạ. Ok Phương Nguyễn ạ, bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Võ Ngọc Thu ơi, ngày mai em sẽ like tiếp ạ. Ok Phương Nguyễn ạ, em sẽ báo nhân viên bên em chốt đơn hàng. Check inbox cho mình ạ, bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em để có nhận được chương trình sale sau rất là hot ạ. Ok ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. À. Ngày hôm nay em nhận đúng 20 đơn hàng khách yêu nha, đúng 20 đơn hàng ạ. À. Ok Phương Nguyễn ạ, à. Em sẽ báo nhân viên bên em check inbox và chốt đơn hàng cho mình nha. Võ Ngọc Thu ơi, bên em có son mát ạ. À. Khách yêu nào có nhu cầu đặt son mát thì inbox giúp em ạ, à. Nhân viên bên em sẽ tư vấn về son mát cho mình ạ. À. Ok Phương Nguyễn ạ, à. Em sẽ báo nhân viên bên em gọi điện thoại chốt đơn hàng cho mình ạ. À. Em sẽ sell combo này trong vòng 3 phút nữa khách yêu nha, 3 phút nữa ạ. À. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. À. Mưa vòng hồng ơi, phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. À. Phí ship toàn quốc của ba bên em là 30.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok Phương Nguyễn ạ, à, em sẽ báo nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo 2 son giá 99.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Võ Ngọc Thu ơi, đây đang là chương trình sale son ạ. Combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏ giá 99.000 ạ. Nếu như khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em. Ngày hôm nay em sẽ sell combo này trong vòng 2 phút nữa khách yêu nha. 2 phút nữa thôi ạ. Hải Dung ạ, à, em thấy comment của Hải Dung ạ. À. Combo 2 son giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em sẽ sell combo này trong vòng đúng 1 phút nữa thôi khách yêu nha. Đúng 1 phút nữa ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Đúng 1 phút nữa khách yêu nha. Nguyễn ơi, em công bố kết quả mini game của bên em rồi ạ. Ngày hôm nay có hai bạn trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Nếu như không còn có bạn nào có Hải Dung ơi, combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi giá 99.000 ạ. Đây ạ, combo 2 son giá 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Đây ạ, combo 2 son, 1 son 3 xe kem và 1 son 3 xe thỏi đây ạ. Combo 2 son giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay bổ sung số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em nhận đúng 20 đơn hàng thôi khách yêu nha.
Nếu như không còn khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng nữa thì em sẽ kết thúc mini game của bên em tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.